Hương vị tình thân tập 69 hé lộ thêm những tình tiết mới tiếp tục khiến khán giả uất nghẹn sẽ lên sóng tối nay. Đáng chú ý có cảnh bà Bích dắt Diệp Tình đến nhờ Long giúp đỡ, có vẻ như bà lấy lý do mối quan hệ yêu đương của Long và Nam để nhờ cậy. Đáp lại bà Bích, Long đã nói rằng cháu với Nam chia tay rồi, vậy nên việc của người này không liên quan đến người kia nữa. Hơn nữa việc cô làm với gia đình cô xa, cháu không đồng tình, vậy nên cô tự giải quyết đi ạ. Trong khi đó, có vẻ như bà Bích muốn bán nhà để bồi thường, không muốn mình bị ngồi tù. Tuy nhiên Nam dằn mặt mẹ nuôi, mẹ con mình phải giữ lấy ngôi nhà này, đó là vì bố Tuấn chứ không phải ai khác, mẹ đừng hòng mà bán đi. Ở cảnh quay khác được fan chia sẻ là hình ảnh được cho là sẽ xuất hiện trong tập phim tối nay. Trong ảnh, ông Sinh đứng cạnh Nam và chỉ thẳng vào mặt bà Xuân, lúc này đang ngã chồng vó trong bồn cây. Đây được dự đoán là tình huống sau khi ông Sinh tức giận dằn mặt mẹ Long vì bà dám xúc phạm con gái mình. Ở đoạn preview, ông Sinh đã chỉ mặt bà Xuân quát to, câm mồm, nó đã hy sinh cho con trai bà mà bà sống vô ơn thế à? Bà nói lại câu nữa xem, nói câu nữa xem. Vậy là Hương vị tình thân tập 69 hứa hẹn tiếp tục là một tập phim làm khán giả tức sôi máu. Việc bà Bích tìm đến Long theo người xem là quá nhục nhã. Mời các bạn tiếp tục đón xem.